Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã mất chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhất Long Audio có địa chỉ số 147 ngõ 14 Mễ Trì ạ. Vâng, clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp loa của hãng JBL đến từ Mỹ, đó là cặp loa JBL 433A Full Alico và cặp loa JBL 433B. Nói đến dòng loa JBL thì các bác cũng đã biết rồi. Đây là một cái thương hiệu rất lớn được sản xuất tại Mỹ và thị trường Việt Nam mình được rất nhiều các bác ưa chuộng những dòng những mẫu của JBL. JBL luôn luôn là cái thế mạnh là về cái giải trầm giải bass rất là mạnh luôn, và đặc biệt là dòng loa JBL thì đánh được đa thể loại nhạc các bác nhé, đánh được đa thể loại nhạc. Và hôm nay em giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp loa, một cặp loa JBL 433A Full Alico và cặp loa JBL 433B. Về giá của hai sản phẩm này thì nó cũng không có cái sự chênh lệch quá nhiều, nhưng mà đặc biệt cái quan trọng là đôi loa JBL 433B này cấu hình như 433A luôn, và thậm chí cái giá xuất xưởng của nó còn cao hơn cả 433A, nhưng mà ở Việt Nam thì giá lại là thấp hơn đôi 433A. Tại sao? Tại vì là khi các bác đã biết rồi, khi tất cả những các sản phẩm hay là tất cả mọi thứ thì khi người tiêu dùng có nhu cầu dùng nhiều thì đương nhiên là giá nó sẽ bị trội hơn, nó sẽ bị tăng lên đó. Và bây giờ em sẽ quay gần lại và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của hai đôi loa này. Đầu tiên đó là đôi loa JBL 433B. 433B cũng sử dụng một bát trên thông số của hãng là một bát 38cm, và loa sử dụng là màng giấy và gân mút thôi nhé. Đấy, màng giấy gân mút rất đẹp luôn. Đấy, màng giấy gân mút đó, và một kèn một chép dìu. Đấy, rất đẹp đấy. Màng giấy một chép dìu và bên này đây cũng thế. Hai sản phẩm này thì hai đôi loa này thì không khác nhau một cái nào ạ, chỉ khác mỗi cái mã của củ loa thôi. Đấy, bên 433A này thì là sử dụng củ Alico này, cũng màng giấy và gân gân mút coi nhá, màng giấy gân mút này. Đó, màng giấy gân mút và cũng sử dụng kèn và một chất dìu. Em sẽ quay các bác xem cái thùng quách thì rất đẹp luôn bác nhé, thùng quách rất đẹp này. Đó, hai đôi loa rất đáng để chơi. Cái giá xuất xưởng của đôi 433B này thì là nó ở thời điểm xuất xưởng nó rơi khoảng hơn 500.000 yên, và đôi 433A này chỉ có hơn 400.000 yên thôi. Đấy, nó rất đẹp rồi các bác nhé. Rất đẹp luôn. Và đôi loa 433A này thì là đã thay cầu loa các bác nhé. Đấy, thay cầu loa bằng cái loại cầu xịn, cầu bao gắm bắp chuối để cho nó tiện lợi khi mình dùng. Bởi vì cái cầu loa này khi thay thì nó không ảnh hưởng gì đến cái chất âm của nó. Đấy, không ảnh hưởng gì đến cái chất âm của nó, nhưng mà nếu mà các bác nào thích zin thì hơi khó, bởi vì là theo cái quan điểm cá nhân của em ấy thì là những cái cầu loa này thì là khi mình đã càng thay thì nó cũng không ảnh hưởng gì, nó càng tốt thôi. Mình đã thay thì phải thay những cầu xịn, cầu tiện lợi khi mình dùng. Và bên em đang có rất nhiều dòng JBL như 4430 đây. Đó, 4430, 433A, 433B và JBL L300 Summit, rồi là L22 Disco, L100, rồi là TI5000, 4343, 4344 thì em rất là nhiều luôn đó nhá. Nên là các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Thì đây là thùng quách thì cũng rất đẹp ạ. Và con này còn sử dụng cầu zin các bác nhé, sử dụng cầu zin này.
433B của nguyên cổ Z. Và giá hai đôi loa này cho các bác là đôi 433A thì giá là 81 triệu, còn 433B thì là giá 78 triệu. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với Nhất Long Audio và số điện thoại 0911 886 266. Video đến đây em xin cảm ơn, xin dừng lại và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.